Bản tin Thế giới sáng ngày 2 tháng 9 Phần Lan cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự thứ 8 Tổ chức nghiên cứu cảnh báo không nên tin hoàn toàn cuộc chiến thông tin mới của Nga về lần phản công này của Ukraine ISW dự đoán lý do Nga công bố tọa độ các trường học ở khu chiếm đóng Một bệnh viêm phổi bí ẩn khác lại xuất hiện Chỉ một bệnh nhân hồi phục, trung bình tử vong sau 10 ngày nhập viện các chuyên gia quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể đang phát triển vũ khí sinh học. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thế giới sáng ngày 2 tháng 9 của DKN TV. Kính thưa quý vị, Tổng thống Phần Lan đã quyết định cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới thứ 8. Điều này đã được ghi trong thông báo của Bộ Quốc phòng nước này. Thông báo viết, vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, Tổng thống của nước Cộng hòa dựa trên đề xuất của chính phủ đã quyết định rằng Phần Lan sẽ gửi thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Đây đã là lần chuyển viện trợ quân sự thứ 8 từ Phần Lan cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Phần Lan cũng cho biết thêm rằng để bảo đảm việc cung cấp viện trợ cho Ukraine không bị cản trở, thông tin về nội dung, phương thức và thời gian cung cấp viện trợ vẫn được giữ kín. Bộ Quốc phòng Phần Lan cũng cho biết thêm, viện trợ bổ sung của Phần Lan đã tính đến cả nhu cầu của Ukraine và tình trạng nguồn lực của lực lượng phòng vệ. Trong thông điệp của Bộ Quốc phòng Phần Lan, chi phí của gói viện trợ quân sự bổ sung mới không được nêu rõ. Theo hãng tin Anh Reuters, chi phí của gói này sẽ là 8,3 triệu euro. Phần Lan sẽ chuyển hàng hóa quốc phòng trị giá 8,3 triệu euro cho Ukraine nâng tổng giá trị viện trợ quốc phòng của Phần Lan cho Ukraine kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga lên tới 92,3 triệu euro, hay tương đương với 92,2 triệu đô la Mỹ. Reuters cho hay, dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Phần Lan. Chuyển sang một diễn biến khác. Theo đánh giá tình hình cuộc chiến ở Ukraine của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISW ngày 31 tháng 8, người Ukraine và phương Tây không nên xa vào các hoạt động thông tin của Nga vốn mô tả cuộc phản công của Ukraine ở Kherson gần như thất bại thảm hại ngay lập tức, hoặc mô tả Ukraine như là một con rối bất lực của các bậc thầy phương Tây khi tiến hành phản công vào thời điểm này. Theo Viện Nghiên cứu của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu tiến hành một hoạt động cung cấp thông tin nhằm trình bày cuộc phản công của Ukraine đã hầu như thất bại thảm hại ngay sau khi nó được công bố vào ngày 29 tháng 8. Một số blogger quân sự nổi tiếng, thậm chí là cả những blogger trước đây từng chỉ trích Điện Kremlin cũng đang quảng bá thông điệp này. Các blogger khác cũng đang quảng bá câu chuyện rằng những người phương Tây đang điều khiển Ukraine đã thúc đẩy chính quyền của ông Zelensky tiến hành cuộc phản công sớm hoặc quá muộn vì lý do chính trị và vì phương Tây mong đợi một cuộc phản công. Viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng, các hoạt động quân sự quy mô của cuộc phản công này sẽ không dẫn đến thành công hay thất bại trong một ngày hoặc là một tuần các quan chức của Ukraine từ lâu đã thừa nhận rằng họ không có lực lượng cơ giới hóa khổng lồ cần thiết để có thể tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm phá hủy các tuyến phòng thủ của Nga ở Kherson hoặc là bất cứ nơi nào. Thay vào đó, họ đã thiết lập các điều kiện trong nhiều tháng bằng cách tấn công và làm gián đoạn các đường dây liên lạc trên mặt đất của Nga, viết tắt là Glock. Sự chỉ huy và kiểm soát của Nga cũng như các hệ thống hậu cần của Nga trên khắp vùng Tây Nam Ukraine bị chiếm đóng thời điểm bắt đầu cuộc phản công phù hợp với sự suy giảm khả năng quan sát được của Nga ở phía tây Kherson. Cân bằng với nhu cầu bắt đầu giành lại các vùng đất của Ukraine bị chiếm đóng càng sớm càng tốt. Cũng theo Viện Nghiên cứu của Mỹ, các nhà chức trách Nga đã công bố danh sách vị trí của các trường học trong các khu vực bị chiếm đóng, bao gồm cả tọa độ chính xác. Bề ngoài chính là những lời cảnh báo về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào họ khi năm học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, thông báo này có thể là sự chuẩn bị cho các cuộc tấn công cờ giả của Nga vào các trường học. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 31 tháng 8 đã đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng các lực lượng của Ukraine đang chuẩn bị bắn phá vào các trường học ở các đồn bốt Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson và cả Zaporizhia bị chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố danh sách địa chỉ và vị trí chính xác của tất cả các trường học ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine với lý do bảo đảm an toàn cho học sinh và cả giáo viên. Tuyên bố này cùng với danh sách các trường học ở các khu vực bị chiếm đóng, có thể là một nỗ lực để thiết lập các điều kiện thông tin cho ba kịch bản hành động, có thể xảy ra vào ngày 1 tháng 9. Điều đầu tiên, và cũng là nguy hiểm nhất, có thể là sự chuẩn bị cho quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công cờ giả nhằm vào cơ sở hạ tầng giáo dục ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine và đổ lỗi cho lực lượng vũ trang của Ukraine cho cuộc tấn công. Kịch bản thứ hai có nhiều khả năng hơn, là các nhà chức trách Nga có thể đang đặt ra các điều kiện để giải thích cho việc vì sao lượng học sinh ghi danh và đi học lại rất thấp tại các trường do Nga điều hành khi năm học bắt đầu. Như Viện Nghiên cứu của Mỹ đã đưa tin vào ngày 30 tháng 8, có ngày càng nhiều gia đình Ukraine có trẻ em rời khỏi các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine khi năm học mới đến gần. Các nhà chức trách của Nga có thể tìm cách khuếch đại mối đe dọa đã được tuyên bố về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các trường học để giải thích tình trạng đi học thấp. Kịch bản thứ hai là các nhà chức trách Nga có thể đang cố gắng thiết lập một danh sách cấm tấn công được công bố bằng cách xác định cơ sở hạ tầng dân sự cụ thể. Sau đó sẽ cho phép họ sử dụng các trường học được xác định làm căn cứ quân sự, với kỳ vọng rằng các lực lượng của Ukraine sẽ không dám nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự được thông báo trước này. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sau khi trải qua đại dịch Covid-19, những căn bệnh lạ như bệnh đậu mùa khỉ, bệnh cúm cà chua, cơ thể xuất hiện mụn nước hình quả cà chua và chảy máu cam vô cớ đã bùng phát ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Bộ Y tế Argentina ngày hôm qua đã công bố thêm một trường hợp viêm phổi bí ẩn mới tại nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 người mắc bệnh, trong đó có 2 người chết và 4 người bị bệnh nặng. Trung bình các bệnh nhân tử vong sau 10 ngày kể từ ngày nhập viện. Theo thông tin tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, căn bệnh viêm phổi bí ẩn này bắt nguồn từ một viện dưỡng lão ở thành phố San Miguel de Tucuman của Argentina. Bốn người trong số họ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu và chỉ có một người đã hồi phục. Tiến sĩ Luis Medina Ruiz, người đứng đầu cơ quan y tế của tỉnh Tucuman cho biết rằng, ban đầu chúng tôi nghi ngờ đó là virus gây COVID hoặc là cúm, hoặc thậm chí là virus Hanta nhưng sau khi kiểm tra chuyên sâu, khả năng đó đã bị loại trừ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị cùng đến với phần tin tức liên quan đến Trung Quốc qua phần thực hiện của biên tập viên Bảo Trung. Kính thưa quý vị, các chuyên gia quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đang tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học và những kết quả nghiên cứu khoa học này có thể được sử dụng để tấn công Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong một cuộc xung đột. Peter Brook, một thành viên cấp cao của Quỹ Di sản Hoa Kỳ và là cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, đã viết trên trang web của tổ chức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu công nghệ sinh học lưỡng dụng, nghĩa là có thể ứng dụng cho dân sự và quân sự. Ngoài ra, Bắc Kinh đã trần trừ tiết lộ kết quả của một chương trình vũ khí sinh học có mức độ như thời chiến tranh lạnh. Ông Brook cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoãn hoặc hủy bỏ việc tham gia các hội nghị quốc tế về Công ước Vũ khí sinh học trong 2 năm liên tiếp. Trong bài báo, ông Brooke trích dẫn một báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho Quốc hội, trong đó cho biết đang có lo ngại về việc liệu Bắc Kinh có đang vi phạm Công ước về Vũ khí sinh học hay không. Theo Công ước về Vũ khí sinh học, các quốc gia thành viên có thể tham gia vào nghiên cứu hòa bình, chẳng hạn như phát triển vaccine, nhưng cấm phát triển sở hữu, lưu trữ hoặc sử dụng các tác nhân này cho các mục đích tấn công. Trong báo cáo của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng Bắc Kinh tiếp tục tham gia vào các hoạt động lưỡng dụng, dân sự và hoặc quân sự, gây lo ngại về việc nước này tuân thủ điều của Công ước Vũ khí sinh học. Theo báo cáo, Bắc Kinh đã có chương trình vũ khí sinh học từ những năm 1950 đến cuối những năm 1980, được cho là sẽ bị chấm dứt chuyển giao hoặc phá hủy khi Trung Quốc gia nhập công ước năm 1984. Nhưng cho đến ngày nay, Bắc Kinh vẫn chưa thừa nhận sự tồn tại của chương trình vũ khí sinh học cũng như không công bố việc bố trí vũ khí hiện tại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc có kế hoạch sử dụng ricin độc tố, botulinum và tác nhân gây bệnh than, bệnh tả, bệnh dịch hạch và bệnh sốt rét làm vũ khí Báo cáo của Bộ cũng lưu ý rằng, cơ sở y tế quân sự của Bắc Kinh đã xuất bản các tài liệu thảo luận về cách xác định, kiểm tra và mô tả đặc điểm của một loại các chất độc mạnh có công cụ kép dân sự quân sự, có thể gây ra mối đe dọa về vũ khí sinh học. Ông Brooke nói rằng, trong báo cáo của Bộ ngoại giao có thể có một lượng đáng kể các phân tích dựa trên các nguồn thông tin tình báo và phương pháp luận nhạy cảm, và do đó không được công bố rộng rãi. Trong đó, ông lưu ý rằng Bắc Kinh đã hoãn một cuộc họp ảo song phương năm 2021 với Hoa Kỳ về công ước vũ khí sinh học và hủy một cuộc họp tương tự khác vào đầu năm 2022, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc hơn. Brook lưu ý rằng, báo cáo thường niên của Ngũ Giác Đài trước cơ hội vào cuối năm 2021 cũng bày tỏ quan ngại về sự phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc. Ông Brook kêu gọi sự quan tâm của quốc tế tới vũ khí sinh học. Ngoài sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh về nguồn gốc của COVID-19, mục đích cơ bản của nghiên cứu sinh học cũng có thể là một mối đe dọa quan trọng và ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như đối tác của Hoa Kỳ. Cảnh báo của Barup được đưa ra sau khi một chuyên gia Hoa Kỳ làm chứng tại phiên điều trần tại Thượng viện vào đầu tháng 8 rằng một phân tích pháp y cho thấy Viện Virus Học Vũ Hán của Trung Quốc đang nghiên cứu Nipah một mầm bệnh gây chết người cao có thể sửa đổi gen vi phạm công ước về vũ khí sinh học. Kính thưa quý vị, dù nhiệt độ giảm nhẹ trong những ngày gần đây, nhưng vấn đề cắt điện ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vẫn chưa dừng lại. Một lượng lớn tài xế xe điện chỉ có thể sử dụng các trạm sạc công cộng để sạc cho xe đã có những trải nghiệm đầy khó khăn. Tại các trạm sạc, xe xếp thành hàng dài còn các chủ xe phải chờ đến 11 giờ đêm mới được sạc. Thậm chí có người phải xếp hàng chờ suốt đêm. Theo NetE, gần đây do thời tiết nhiệt độ cao nên nguồn cung cấp điện ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh tiếp tục bị thắt chặt. Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã liên tiếp ban hành chính sách tiêu thụ điện có trật tự. Tờ Di Cai đưa tin vào ngày 30 tháng 8 rằng theo chính sách cắt giảm điện, các trạm sạc công cộng ở thành đô vào ban ngày hầu như đều dừng hoạt động. Theo báo cáo, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 26 tháng 8, một trạm sạc điện công cộng ở quận Long Tuyền Dịch, thành phố Thành Đô đã kín xe ô tô cho thuê và taxi đang chờ sạc điện. Trong khi trạm sạc điện vẫn chưa đến giờ mở cửa, những tài xế phải chờ đến sau 11 giờ đêm mới có thể sạc được điện cho xe. Những người xếp hàng đầu tiên sạc xong sớm có thể về nhà nghỉ ngơi vào đầu giờ sáng, nhưng cũng có rất nhiều người phải chờ từ 4 đến 5 tiếng, thậm chí là suốt đêm mới sạc được điện. Trường Vĩ, một tài xế thuê xe Waymar E5 ở thành phố Thành Đô, nói với Di Cai rằng Việc xếp hàng để sạc vào ban ngày đã trở thành bình thường. Những người lái xe này nếu không sạc điện vào đêm hôm trước thì ngày hôm sau sẽ không thể chạy xe. Vì vậy họ không có cách nào khác là phải xếp hàng chờ. Vào tối ngày 26 tháng 8, Trương Vĩ nói mình đã không trở về nhà trong 2 ngày một đêm. Chính quyền Thành Đô trích dẫn dữ liệu của Cục Thống kê Thành Đô cho biết Tính đến nửa đầu năm nay, số lượng xe sử dụng năng lượng mới ở thành đô đã đạt 311.000 chiếc theo NetI. Đến tháng 5 năm nay, thành đô đã duyệt tổng cộng 120.000 giấy phép thuê xe trực tuyến, trong đó có khoảng 80.000 xe năng lượng mới. Những tài xế xe công nghệ sử dụng các ứng dụng trực tuyến để cung cấp dịch vụ chuyên trở và các tài xế taxi phụ thuộc vào các trạm sạc công cộng thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. Trong đợt cắt điện này, hầu hết tài xế xe công nghệ được phỏng vấn đều gặp phải tình trạng xếp hàng qua đêm để sạc điện cho xe. Vào ngày 15 tháng 8, Tứ Xuyên đã ban hành chính sách gọi là "nhường điện cho người dân". Từ đó hầu hết các khu vực trong tỉnh bắt đầu hạn chế tiêu thụ điện và người sử dụng điện công nghiệp từ 00 giờ ngày 15 tháng 8 đến 24 giờ ngày 20 tháng 8. Nhưng với tình hình căng thẳng, cung cầu ngày càng gia tăng, thời gian cắt điện đã được kéo dài đến 24 giờ ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên, theo Sina, nhiều chủ xe địa phương Thành Đô hôm 29 tháng 8 cho biết, việc cắt điện hiện tại vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Sau khi Thành Đô bắt đầu điều tiết việc cung cấp điện cho các trạm sạc công cộng, Trường Vĩ, một tài xế thuê xe Huema E5 ở Thành Đô, nói với phóng viên của Yika rằng, Mình hầu như ngày nào cũng chạy xe vào ban ngày, đến tối lại thức khuya để xếp hàng sạc điện. Anh kể lại, có lần hơn 60 chiếc xe phải xếp hàng tại một trạm sạc điện công cộng kéo dài gần 1 km, Trạm có 36 cây sạc nhưng chỉ mới được một nửa do nguồn điện hạn chế. Vương Vũ, một tài xế lái chiếc xe Hồng Kỳ EQM5, nói rằng: "Anh bắt đầu xếp hàng từ lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 8, nhưng đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau mới sạc được đầy điện. Thời gian xếp hàng chờ kéo dài đến hơn 5 giờ." Vương Vũ cho biết, những ngày này có ít xe năng lượng điện mới chạy trên đường hơn vì tất cả đều phải xếp hàng từ sớm để sạc điện. Do đó, việc gọi taxi cũng trở nên khó khăn hơn. Theo Epoch Time, ngoài các trạm sạc điện công cộng, các trạm sạc điện của một số hãng xe cũng bị ảnh hưởng bởi quy định cấp điện tại thành đô. Vào giữa đêm cuối tháng 8, các trạm sạc siêu tốc của hãng NIO, Tesla và Xpeng gặp phải tình trạng dịch vụ hạn chế hoặc tạm ngừng hoạt động. Điều này cũng ảnh hưởng đến một số chủ xe năng lượng mới ở thành đô, những người không có trạm sạc tư nhân. Tuy nhiên, theo Sina, Quy định hạn chế nguồn cung điện này, ngoài việc đem đến một mức độ khó khăn nhất định cho các chủ sở hữu phương tiện sử dụng năng lượng mới, nó còn tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô. Ngoài tứ xuyên, thì Trùng Khánh cũng đều bị cắt điện gần như cùng lúc. Trong khi nhiều hãng ô tô như ô tô Trường An, SAIC, GM, Wuling, đều có cơ sở sản xuất tại Trung Khánh. Theo công ty STCN, vào tối ngày 26 tháng 8, Trang Can Automobile một lần nữa thông báo rằng do ảnh hưởng của việc cắt điện tại Trùng Khánh, ô tô Trường An sẽ tạm dừng sản xuất tại khu vực Trùng Khánh. Mục tiêu sản xuất và bán hàng trong tháng 8 dự kiến sẽ giảm khoảng 100.000 chiếc. Khỉ Tam Á biết bơi và biết lặn Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 8, ông Trần, một ngư dân ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hình ảnh một chú khỉ đang bơi trên biển. Có một chú khỉ biết lặn, đúng vậy, điều này thật tuyệt vời. Ông Trần nói, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con khỉ bơi trên biển. Vào thời điểm đó tôi đã cảm thấy rất hiếu kỳ. Bản thân ông là một ngư dân bơi rất giỏi. Điều làm ông kinh ngạc đó là chú khỉ đã nín thở dưới nước rất lâu, có thể bơi dưới nước rất lâu mà không cần lấy hơi để thở. Ông cho biết, lẽ ra con khỉ dự định xuống biển để tìm kiếm thức ăn ở dưới nước. Khi thấy có người chụp ảnh, nó đã rất khôn khéo ẩn náu. Vào ngày 1 tháng 9, một đoạn video quay cảnh một con khỉ lặn trên biển đã trở thành tìm kiếm nóng trên Weibo. Cư dân mạng hài hước rằng, chẳng lẽ nó vừa đoạt được gậy kim cô từ Đông Hải Long Cung sao? Đây là chuẩn bị đi mượn gậy như ý kim cô sao? Cậu ta lên thiên đình và rồi xuống Đông Hải. Nhân viên một cô du lịch sinh thái đảo khỉ ở Hải Nam cho biết, đàn khỉ ở khu thắng cảnh bẩm sinh đã biết lặn và bơi lội. Có hẳn một bể bơi được xây dựng dành riêng cho chúng. Những con khỉ sẽ có thể nín thở trong khoảng 3 phút dưới nước và những con khỉ sơ sinh cũng có thể bơi. Nhân viên này cho biết. Theo các thông tin công khai cho thấy, nhiều loài linh trưởng có thể bơi hoặc có thể học bơi. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.